Gần 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chính thức khai mạc. Chủ tọa Phạm Lương Toản đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Toàn bộ nội dung quyết định được phiên dịch lại cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan 68 tuổi nghe. Tiếp đó, hội đồng xét xử kiểm tra lý lịch của các bị cáo Trương Mỹ Lan thẩm tra lý lịch đầu tiên. Bị cáo Lan cho biết tinh thần ổn định. Ngoài phòng xét xử chính, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí màn hình lớn tại các phòng khác cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi, phóng viên báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, phiên tòa cũng được trực tuyến đến Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh để phóng viên theo dõi. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, công tác an ninh cho phiên tòa đều được thắt chặt. Phía bên ngoài trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ được huy động nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Phía bên trong trụ sở tòa án, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải xuất trình giấy tờ triệu tập và những giấy tờ liên quan mới được vào. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4.